Tập 28. Em cảm thấy đây có lẽ là ý trời. Ông trời không phụ người có lòng. Được rồi, gì mà người có tình với vô tình, cứ nói như thật ấy. Lẽ nào không phải thật sao? Anh dọa em sợ chết được, đáng ghét. Được rồi, được rồi. Bạch Vân, nào, ngồi xuống đi. Kiếm Phong, em muốn hỏi anh một câu. Nói đi. Em biết Đan Nương thích anh, nhưng em muốn hỏi, anh có từng nhớ em không? Em nói xem, em muốn anh tự nói với em. Bạch Vân, em phải biết, tất cả người ở núi Đại Thanh, bất kỳ ai cũng biết, Tiểu Hồng thích Xọa Báo. Xọa Báo thích Đan Nương, Đan Nương thích anh. Còn về anh thích một nữ binh tên Bạch Vân. Ba qua, lời không phải do anh nói. Này là ba qua của người ở núi Đại Thanh, là họ nói. Chẳng trách Đan Nương vừa rồi cô ấy nói với em một mình xuống núi. Vậy sao? Cô ấy không chịu nói cho em cô ấy cùng anh xuống núi. Nếu cô ấy nói với em cô ấy xuống núi cùng anh, vậy không phải để lộ mục tiêu rồi sao? Kiếm Phong, em vẫn lo anh ở trên núi sẽ gặp chuyện. Anh nói cho em biết, quân giải phóng sắp đánh núi Đại Thanh rồi. Em đừng nói lời không may. Tin anh, anh nhất định sẽ sống trở về. Cô xem bên đó, bình thường họ đều luyện tập ở đó. Đây là hộp gỗ chúng tôi dùng để đựng đồ. Chúng ta tới nơi rồi. Đi thôi, vào thôi. Nào, báo cáo, vào đi. Cha, Đan Nương tới rồi. Tốt, cậu ra ngoài trước đi. Dân, cha, Đan Nương nói muốn gặp cha. Con đưa cô ấy tới. Đan Nương, cô chủ động tới gặp tôi, rất tốt. Nào, ngồi đi. Ngồi đi. Tôi vẫn thích đứng hơn. Đan Nương, cô không cần gò bó. Cô và Bạch Vân cũng xem như bạn bè. Bạch Vân là con gái tôi, cô yên tâm đi. Tôi không gò bó. Tôi hỏi ông, tôi nghe nói ông không muốn thả tôi về. Không phải là tôi không muốn thả cô về. Tôi muốn để cho Bạch Vân cùng cô đi dạo thêm ở huyện thành, để kể cho cô nghe chuyện của giải phóng quân, nói về chính sách của đảng Cộng sản chúng tôi. Chính sách của các ông tôi đã biết rồi. Tôi hỏi ông, có phải ông muốn giết tôi? Tôi là con gái của thủ lĩnh Thổ Phỉ. Tôi và Trương Đông Sơn là anh em. Anh ta cũng chưa giết con gái tôi, nhưng ông không thả tôi, chứng tỏ ông muốn giết tôi. Đan Nương, cô yên tâm đi. Dùng cách nói của giang hồ, gọi là ăn miếng trả miếng. Trương Đông Sơn không giết con gái tôi, tôi cũng không giết con gái của anh ta. Nhưng Đan Nương, tôi vẫn phải nói cho cô biết, quốc dân đảng không thể dựa vào, làm thổ phỉ không có đường ra. Tuy cha cô đã phạm tội với nhân dân, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng anh ta quay đầu. Nói tới nói lui là muốn cha tôi đầu hàng. Đan Nương, cô rất thẳng thắn. Vậy tôi nói thẳng với cô, quốc dân đảng ở Đông Bắc, thậm chí toàn Trung Quốc đã định sẵn phải thất bại. Chúng tôi không sợ các cô dày dò, bất kể là thổ phỉ gì. Chỉ cần không đầu hàng, chúng tôi kiên quyết tiêu diệt sạch kẻ đó. Vậy tôi hỏi ông, nếu tôi và cha tôi đầu hàng, liệu ông có giết chúng tôi không? Nếu các cô đầu hàng, chúng tôi có thể không giết, không nhốt. Nếu các cô đồng ý ra ngoài làm việc, chúng tôi còn có thể sắp xếp công việc. Bạch Vân, con dẫn Đan Nương tới huyện thành đi dạo, nói chuyện thêm với cô ấy. Dân, Đan Nương, chúng ta đi. Đi.
Bạch Vân, cô mặc quân trang đẹp thật đấy, có tinh thần lắm. Cô mặc quân trang còn đẹp hơn. Tôi cảm thấy quân trang của các cô đúng là thần kỳ, nữ mặc vào ai cũng đẹp. Hy vọng có một ngày cô có thể mặc quân trang tôi tặng cô xuống núi. Tới khi đó chúng ta có thể cùng nhau mỗi ngày. Tôi tin nhất định sẽ có ngày như thế. Dù tôi chịu xuống núi còn mấy người cha tôi. Vậy nên sau khi cô lên núi, nhất định phải làm công tác với cha cô, để cha cô sớm quay về chính đạo. Còn cả Dương Kiếm Phong đó, tốt nhất cô cũng dẫn cả anh ta xuống núi. Bạch Vân ở trước mặt mình nhiều lần nhắc tới Kiếm Phong, có thể thấy trong lòng của cô ấy vẫn luôn có anh ta. Sau khi mình quay về núi, nhất định phải tốt với Kiếm Phong một chút, không được để Kiếm Phong quay về bên cạnh của Bạch Vân. Dương Kiếm Phong ở trên núi rất tốt với cha con của cô. Thật ra bất kể các cô đi đâu, anh ta cũng mãi mãi bảo vệ các cô. Cái đó ai mà biết. Có lúc tôi cảm thấy tâm tư của anh ta không hề ở chỗ chúng tôi. Các cô ngày ngày bên nhau, cô còn có thể không biết sao. Lòng người khó đoán, ai mà biết được. Em vẫn lo anh ở trên núi sẽ gặp chuyện. Anh nói cho em biết, quân giải phóng sắp đánh núi Đại Thanh rồi. Em đừng nói lời không may. Tin anh, anh nhất định sẽ sống trở về. Đan Nương, cô cảm thấy Kiếm Phong là người thế nào? Nói thật, tôi cũng không biết anh ta là người thế nào. Tôi cũng không quản được nhiều vậy. Chỉ cần anh ta tốt với tôi, tốt với cha tôi, không làm tổn hại cha con tôi, nhất định tôi sẽ giúp cha, bảo vệ anh ta. Vậy nếu có một ngày anh ta làm chuyện có lỗi với hai người thì sao? Cô có ý gì? Tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi. Anh ta bây giờ ngày ngày ở cùng cha tôi, tôi muốn làm gì anh ta cũng chẳng làm được. Đan Nương, bây giờ tôi muốn thả cô lên núi. Thật sao? Vì sao cô thả tôi? Cô có thể thả tôi xuống núi, vì sao tôi không thể thả cô lên núi? Nhưng cô thả tôi, cha cô liệu có nhốt cô vào nhà lao không? Không đâu. Không phải cô nói kỷ luật của các cô rất nghiêm minh sao? Cô yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Với lại cô và cha cô vốn là đối tượng mặt trận thống nhất của chúng tôi. Cha tôi sẽ không vì chuyện này mà làm khó tôi. Vậy thì tốt. Đan Nương, nghe tôi một câu. Sau khi lên núi, nhất định sớm động viên cha cô rời núi Đại Thanh, càng xa càng tốt. Chỉ cần các cô chịu xuống núi, tôi và cha tôi nhất định giúp cho các cô. Tới khi đó, chúng tôi sẽ ở cổng thành nghênh đón các cô. Đều tại anh. Bây giờ chị Đan Nương không rõ sống chết, tôi xem anh làm thế nào. Cậu Đảng, cậu cằn nhằn gì chứ? Nói anh đó, chính là quả do anh gây ra. Cô đúng, tôi thấy về núi Sơn Gia chắc chắn rút gân quanh lột danh. Đúng, dù Sơn Gia rút gân tao, lột da tao, chém đầu tao, chặt chân tao, cũng không liên quan tới mày. Thả tôi ra, tao còn đánh mày đó. Chị Đan Nương, chị Tiểu Hồng, chị sao rồi? Tôi tìm được mọi người rồi. Chị Đan Nương, sao chị thoát ra được vậy? Dương Kiếm Phong đâu? Không phải Lão Lục đi cứu cô ra sao? Cứu tôi, đúng, tôi về rồi đây. Về rồi. Kiếm Phong, tôi bị bọn họ bắt mà gặp được Bạch Vân. Các cô đã nói gì? Bạch Vân rất quan tâm anh. Nói đùa, sao cô ta quan tâm tôi được? Khi đó cô ta còn chĩa súng vào tôi, còn muốn giết tôi, thật đấy. Tôi nhìn ra được trong mắt của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy còn nghe ngóng từ tôi rất nhiều chuyện của anh trên núi. Vậy sao cô thoát ra được? Giải phóng quân dưới núi canh chừng nghiêm ngặt lắm. Trước đây tôi từng thả Bạch Vân, nên lần này cô ấy thả tôi một lần. Bạch Vân thả cô ra ngoài. Cô ta còn nói gì với cô? Cũng không nói gì. Tôi không nói cho cô ấy chuyện anh xuống núi. Cô ấy còn cho tôi bộ quân trang đẹp lắm. Vậy sao?
Vậy mau mặc thử vào tôi xem. Đợi về núi tôi mặc cho anh xem được không? Được. Vậy chúng ta về núi mau thôi. Đi, về núi Đại Thanh. Đi, chị, đi. Đi. Sơn gia, đang nương về phải không? Sơn gia, vất vả cho cậu rồi. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Nói cho đại đương gia, anh lần này xuống núi làm gì? Chuyện gì thế? Sơn gia, Mang Long tôi không phải người. Đừng vội tác bản thân. Nói rõ ràng trước. Việc này Sơn gia. Sơn gia, việc này Sơn gia, tên hèn nhát này hôm nay không nhịn được, chạy xuống núi tìm người yêu, bị chúng tôi gặp phải. Cha, tên hèn này chạy xuống núi tìm người yêu thì không nói, còn hại chúng con suýt nữa là mất mạng. Cha xem Dương Kiến Phong còn bị thương nữa. Lão Lục, sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Chỉ là vết thương ngoài da, không có việc gì. Cha, lần này nếu không phải vì Dương Kiến Phong, có lẽ con gái chứ không được gặp cha nữa rồi. Sơn gia, Mang Long, cậu biết Sơn Quy, cậu tự xử hay là tôi bảo người ra tay? Sơn gia bất giận. Sơn gia, đại địch trước mắt, đang là lúc dùng người, huống hồ trước tiệc bách kê không tiện đụng tới việc xui xẻo, tha cho cậu ta một mạng đi. Đúng thế Sơn gia. Đặc phái viên, nếu mọi người đã không sao, không bằng chúng ta tha cho Mang Long một mạng. Mang Long, cậu may mắn lắm đó. Cậu xem, mọi người đều xin cho cậu. Được, Sơn gia tha cho cậu phải chết, nhưng tội sống khó thoát. Hoàng tham mưu, Sơn gia, phiền cậu kéo xuống dưới, đánh 20 đại bản. Dân, đi, 20 đại bản. Đi, đánh mạnh vào, Sơn gia. Đi đi, Lão Lục, quay về dưỡng thương. Dân, Nghiêm, báo cáo chính quỹ. Đội phi hổ hoàn tất tập kết, xin chỉ thị. Nghỉ. Các đồng chí, ngày mai sẽ là ngày chúng ta tiêu diệt hoàn toàn thổ phỉ núi Đại Thanh. Từ đây tới núi Đại Thanh hơn 200 dặm đường, cũng tức là các đồng chí phải dựa vào hai chân, dựa vào gián trượt, trong thời gian có hạn chạy hết 200 dặm. Các đồng chí có niềm tin không? Có. Mọi người chỉ có mười mấy người, còn thổ phỉ có hơn 100 người. Cũng có nghĩa là chờ đợi mọi người là một trận ác chiến. Các đồng chí phải ghi nhớ, nhất định phải đánh chuẩn, đánh nát, đánh mạnh. Đồng chí Dương Kiến Phong sở bên trong phối hợp với mọi người. Các đồng chí nghe rõ chưa? Đã rõ. Tốt. Xuất phát. Toàn thể xoay phải. Xoay. Bước đều. Bước. Mau. Mau, bên này. Mau. Cha. Thật sự là Ngô Thận Chi thả con về. Dân, ông ta nói cha không giết con gái của ông ta, ông ta cũng không thể giết con gái cha. Cha, ông ta còn nói quốc dân đảng đã thất bại. Nếu chúng ta đầu hàng, ông ta không chỉ không giết, còn cho chúng ta công việc. Đó là tuyên truyền của đảng Cộng sản. Nhưng cha vẫn rất cảm ơn hắn. Hắn có thể thả con về. Vẫn là Ngô đoàn trưởng liên minh kháng Nhật năm đó, không thay đổi. Cha, lần này con tới một đồn giang, con có vài suy nghĩ. Nói. Con phát hiện con đi rất nhiều nơi. Đảng Cộng sản cai quản các nơi rất tốt, người dân đều an cư lạc nghiệp, cũng rất bảo vệ họ. Thổ phỉ các núi xuống núi làm lại cuộc đời cũng rất nhiều.
Cha, con nghĩ có phải chúng ta sai rồi không? Cha, không phải cha từng nói năm đó cha lên núi lập nên bang thổ phỉ không phải chính vì người dân sống ngày tháng thoải mái sao? Con gái, cha biết con muốn nói gì. Năm đó cha lập bang đánh với người Nhật mười mấy năm, gian nan khổ sở, kiếp nạn gì mà chưa từng trải qua, cha đều vượt qua được. Đó là vì cha có niềm tin, vẫn luôn chống đỡ cho cha. Cha luôn mong Trung ương tới, nhưng không ngờ rằng Trung ương chưa tới, lại là Đảng Cộng sản tới. Nhưng Đảng Cộng sản không tốt sao? Vì sao người dân đều bảo vệ họ? Cha biết Đảng Cộng sản làm việc được lòng dân, công bằng liêm chính, quan binh bình đẳng. Nhưng nếu cha đã tin chủ nghĩa tam dân, cha phải làm một trung thần. Năm đó chúng ta chiến đấu vì quốc gia, bây giờ chúng ta chiến đấu vì chủ nghĩa. Chủ nghĩa hay không chủ nghĩa, con không hiểu, nhưng quốc dân đảng không thể dựa vào. Cha, chúng ta giải phóng đi. Cái gì? Giải phóng? Con nghe Dương Kiếm Phong nói có phải vậy không? Không, là trước đó Bạch Vân nói cho con. Con gái, con mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Còn chuyện gì sao? Không, không còn chuyện gì. Có chuyện gì đợi qua tiệc bách kê rồi nói. Đi đi.
Anh Hổ Tử, anh Hổ Tử, anh nhất định phải quay về. Anh Hổ Tử. Người anh em, làm một hơi. Được. Là họ. Cha Trương, cha Tăng, Tiểu Đan, Tiểu Báo Tử. Là họ. Đội phi hổ đã xuất phát. Họ sẽ chết. Đảng viên đảng cộng sản chúng ta không nên có tạp niệm lòng riêng. Kế hoạch nhân tiệc Bách Kê, tập kích núi Đại Thanh không thể thay đổi. Nhất cử nhất động của cậu sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng cho hành động lần này. Chú Dương. Chú Dương. Chú Dương. Chú sao thế? Không sao cậu Đảng, sao thế? Chú mơ thấy ác mộng phải không? Đúng. Sao cậu đã dậy rồi? Giờ đã là mấy giờ rồi? Mặt trời lên cao lắm rồi. Không phải chú quên rồi chứ? Chú là tổng quản của ngày hôm nay. Họ đều đang chờ chú. Được, tôi dậy ngay. Cậu đi trước đi. Sơn gia, ngài có chuyện gì? Ngài phân phó, chúng tôi nghe ngài. Gia, hay để con tới nhà bếp làm bát miếng lợn hầm. Món đó là món sở trường của con nấu ngon lắm. Không cần, còn món sở trường lần trước nấu miếng lợn hầm, mọi người ăn lưỡi còn không đưa ra được. Còn nấu nữa là khỏi ăn tiệc luôn. Nhớ dẫn, lần trước bị mặn là gì? Vì đồ ăn không đủ, tôi mới nấu mặn như vậy. Nếu không sao đủ cho mấy người hấp sùm sụp chứ. Được rồi, mọi người đừng lo lắng. Tổng quản buổi tiệc hôm nay sắp tới rồi. Sơn gia, lão Lục. Sơn gia, lão Lục, sắc mặt không tốt lắm. Ốm sao? Không phải, chỉ là gần đây sức khỏe không được tốt, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Lão Lục, không phải tâm bệnh chứ? Đặc phái viên, đừng chọc tôi. Đúng rồi Sơn gia, xin lỗi, tôi tới muộn. Không sao, nhưng mọi người đang chờ cậu. Cậu là tổng quản của buổi tiệc tối nay đấy. Cậu phân đi. Đúng, lão Lục phân đi. Chúng tôi ăn ngon hay không là dựa vào cậu hết đó. Đúng, nhanh lên. Hai người trải giải đỏ này dài ra cho tôi. Tử Lăng Tử, mau đi đun rượu đi. Dân, cậu Đảng, cậu qua bên đó treo cao miếng giải đỏ đó lên cho tôi. Đi đi, dân. Lão Liệt, để chữ hỉ lệch sang trái một chút. Dân, đừng treo lệch. Tốt, ở đây. Lão Lục, thật không ngờ đấy. Khả năng sắp xếp của cậu thật sự ra dáng đấy, giống như đại quản gia. Tôi làm bừa thôi, mong may mắn, náo nhiệt một chút. Cậu Đảng, cậu dẫn theo vài người đặt 360 nến đỏ ở các góc ngách của sân trại chúng ta. Được, buổi tiệc hôm nay của chúng ta phải tổ chức cho thật tốt, để mọi người nâng cao tinh thần. Được, cẩn thận đó. Lão Lục, anh xem tôi có thể làm gì. Anh là người đánh trận, anh không giỏi làm việc này. Anh ở đây chờ được rồi. Lão Lục, anh xem mọi người đều đang chuẩn bị. Tôi không làm gì đó, tôi trông thấy thèm. Người anh em, tôi thấy anh tới chỗ hầm rượu. Chuyển toàn bộ rượu qua đây. Tối nay chúng ta phải cùng các anh em uống tới say mới thôi. Được đó. Cái này tương đối rồi, tương đối rồi. Người anh em, cái đó treo qua bên trái một chút. Được. Để đây, nào.
Các anh em, mọi người vất vả rồi. Lục gia không vất vả. Lục gia, chỗ gà này đã nấu cả rồi, có thể để cho mọi người lấp đầy bụng. Đồ ăn đủ no, rượu đủ say. Dân, mau lên. Dân dân, mau mau. Lục gia, bắt đầu rồi sao? Sắp rồi. Cậu nhanh đi nói với các anh em, đốt nến lên đi. Dân. Các anh em, chút nữa tới đại sảnh ăn uống nha. Dân. Lão Lục. Lão Lục. Lão Lục. Mang Long, có chuyện gì thế? Lão Lục, tìm anh khắp nơi. Sơn còn ở đây, Sơn gia tìm anh đó. Sơn gia tìm tôi có chuyện gì? Sao tôi biết được, chắc chắn có việc. Được, đi, đi. Mau, mau lên. Tới rồi, mau. Lục gia, Lục gia, buộc vào, buộc vào. Lục gia, bắt đầu từ hôm nay, anh chính là phò mã của Sơn gia chúng tôi. Tối nay chính là ngày đại hỷ của anh và tiểu thư chúng tôi. Nào, các anh em, thỉnh em phò mã gia, chúc mừng phò mã gia. Sơn gia, Sơn gia, Lục gia tới rồi. Lão Lục, Sơn gia. Nào ngồi đi. Lão Lục, chuyện hôm nay do tôi làm chủ, nhưng điều quan trọng nhất là con gái tôi đang nương rất thích cậu. Không cảm nhận thấy sao? Sơn gia, tôi, đứa trẻ đang nương này chí khí cao, người bình thường không đặt vào trong mắt. Hồi nhỏ trái lại có một mối nhân duyên, nhưng cậu bé đó đã xuất quan, không có tin tức. Từ sau khi cậu lên núi, tôi đã quan sát rất lâu. Cậu mới là lựa chọn cuối cùng của con bé. Lão Lục, tôi giao phó đan nương cho cậu. Cậu cũng là một nửa con trai của Sơn gia tôi. Đám cưới sắp bắt đầu rồi, cậu quay về chuẩn bị đi. Dân Sơn gia, vậy tôi ra ngoài trước. Được. Chú rể tới rồi, phát lì xì. Không thiếu lì xì của mọi người đâu. Hôm nay tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc. Đi đi, ra ngoài cái đi. Ra ngoài cái đi.
Đi đi. Chị, hôm nay chị đẹp thật đấy. Đợi em làm cô dâu, em sẽ đẹp giống chị. Em không đâu, em muốn cả đời đi theo chị. Em nói linh tinh gì thế? Con người cả đời, cho dù với cha mẹ đẻ của mình, cũng không thể bên mình cả đời. Là phụ nữ, cuối cùng vẫn phải lấy chồng. Em không lấy, em mãi mãi không lấy. Đứa nhỏ ngốc này, cho dù chị lấy chồng, không phải vẫn ở cùng với nhau sao? Tiểu Hồng, em đã xem Dương Kiếm Phong rồi chứ? Chị đúng là nóng vội. Chị nói xem Dương Kiếm Phong người ta mới đi có mấy canh giờ, chị đã không chờ nổi nữa. Không phải chị đang nhớ anh ấy, chỉ là hơi thấy lo. Chị sợ anh ấy ở bên ngoài chịu thiệt. Người ta thì có thể chịu thiệt gì chứ? Không được, chị phải đi tìm anh ấy. Chị. Chị. Tiểu Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử. Đan Nương. Anh là Tiểu Hổ Tử. Em là Tiểu Đan. Em là Tiểu Đan đây. Tiểu Đan. Thật sự là em, Tiểu Đan. Tiểu Hổ Tử. Anh thật sự là Tiểu Hổ Tử. Anh Hổ Tử. Anh Hổ Tử. Cha, anh ấy chính là Tiểu Hổ Tử. Con nói thật sao? Cậu ta chính là Tiểu Hổ Tử. Đúng, cha. Anh ấy chính là Tiểu Hổ Tử mà chúng ta ly tán nhiều năm. Tiểu Hổ Tử.
ông trời che chở, không tuyệt đường người trung lương. Hiện giờ cậu ta đang ở đâu? Cha phải đi gặp cậu ta. Tiểu Đan, Tiểu Báo Tử, anh Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử, cậu chính là Tiểu Hổ Tử. Con à, con còn nhớ ta không? Ta chính là cha trương của con đây. Anh Hổ Tử, mau gọi cha. Cha Trương. Cha Trương. Cha. Cha. Đúng. Cha Trương. Con à. Con à. Con còn sống. Tốt lắm. Sống là tốt. Thế này ta có thể ăn nói với cha đẻ của con ở dưới suối vàng rồi. Cha Trương. Con à. Cha. Đan Nương, anh Hổ Tử của con về rồi. Anh Hổ Tử. Anh Báo Tử, bên ngoài lạnh lắm, vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Cô ra đây làm gì? Em biết anh đau lòng lắm, nhưng anh đau lòng, anh cũng đừng dày dò bản thân. Ai nói anh đau lòng? Anh đang rất vui. Chị đang luôn sắp gả cho người ta, nhưng chú rể không phải là anh. Em biết anh buồn, em có thể hiểu được cho anh. Anh Báo Tử, lẽ nào trái tim anh bé chỉ có thể chứa được một mình chị Đan Nương sao? Anh Báo Tử, có lúc anh chỉ cần nhìn xung quanh anh nhiều hơn một chút, chỉ một chút, anh sẽ cảm thấy bên cạnh anh còn có hoa, có cỏ, còn có cả phong cảnh. Em thích anh. Em biết anh chỉ thích chị Đan Nương. Mắt anh chưa từng để ý tới em, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết em thật sự thích anh. Tiểu Hồng, không cần nói nữa. Không, em phải nói. Anh có thể không hiểu em, nhưng nếu em không nói, em sẽ hối hận cả đời. Em không muốn làm chuyện khiến em hối hận cả đời. Em nói ra rồi, anh không thích em, trái tim em cũng đau, cũng buồn, nhưng ít nhất em sẽ không hối hận. Anh nói xem có đúng không? Tiểu Hồng, em là một cô gái tốt, nhưng anh... Báo gia. Báo gia, sao thế? Báo gia, Sơn gia gọi anh về. Xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt. Chuyện tốt. Đi, đi. Đi. Tiểu Hổ Tử của chúng ta cuối cùng đã quay về.
Cha, rốt cuộc chuyện này là sao? Năm đó cha và cha của Hổ Tử và cha của Báo Tử phản đối Nhật Bản vũ trang di dân Mãn Châu, đã tham gia bạo động núi Thổ Long nổi tiếng, đã lập nên bang núi Đại Thanh ngày nay. Cha của Hổ Tử là người đầu tiên tử chiến, cho nên đã giao phó Hổ Tử cho cha. Như vậy cha đã thành cha của tiểu Hổ Tử. Chuyện cũ không thể quay đầu. Năm đó liên minh kháng Nhật thất bại, người Nhật đã tăng cường càn quét bang kháng Nhật, núi Đại Thanh theo đó cũng bị diệt sạch. Vì để mấy đứa trẻ các con có con đường sống, cha đã đi khắp nơi tìm người, tìm chứng nhận thông hành xuất quan đó. Nhưng chuyện không như ý, chỉ làm được hai tờ. Cha liền để cơ hội sống này cho tiểu Hổ Tử, nhờ người đưa cha Trương xuất quan.